Thưa quý vị, cùng với công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, thì việc động viên khuyến khích kịp thời đến con em công nhân viên chức người lao động thông qua các phong trào hoạt động thiết thực, trong đó có phong trào học giỏi sống tốt hàng năm, luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai chú trọng thực hiện. Nhờ đó đã động viên khích lệ kịp thời tinh thần vượt khó học tập của hàng ngàn em học sinh, nhất là trong thời điểm người lao động vẫn còn nhiều khó khăn trong việc làm, thu nhập như hiện nay, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa đã tuyên dương hơn 530 em học sinh con công nhân viên chức lao động học giỏi sống tốt trong các cấp học. Cùng với đó, các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc cũng tuyên dương khen thưởng cho hơn 15.000 học sinh con công nhân lao động. Mỗi em là một hoàn cảnh riêng nhưng tất cả đều biết tự phấn đấu rèn luyện và đạt thành tích học tập tốt. Đặc biệt, các em đều là những người con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết quan tâm giúp đỡ gia đình và bạn bè, tích cực tham gia các phong trào hoạt động ở trường, ở lớp. Cái động lực lớn nhất con nghĩ là sự động viên của ba mẹ là lớn nhất. Tiếp theo đó là sự hỗ trợ của thầy cô, tại vì thầy cô luôn kể bên con những cái lúc mà con yếu những cái môn đó nhất. Con kết hợp giữa vừa học vừa chơi thể thao, và trong việc học thì con luôn có một mục tiêu rõ ràng cho mình. Nhận được học bổng này thực sự con rất là vui mừng và có được cái động lực để cố gắng hơn trong những cái năm tiếp theo. Công ty cũng tổ chức một cái hoạt động là tuyên dương con em công nhân học giỏi sống tốt để khuyến khích những cháu có thành tích giỏi. Công ty cũng góp một cái phần gọi là cùng với thành phố Biên Hòa trong hội khuyến học để tuyên dương cho các cháu, cổ vũ cho các cháu khuyến học để cho khích lệ cái tinh thần của người lao động họ gắn bó với công ty đã lâu dài. Phong trào cùng con công nhân viên chức lao động học giỏi sống tốt, 24 năm qua Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa đã tuyên dương khen thưởng cho hơn 8.500 lượt học sinh sinh viên. Trong đó có rất nhiều em đã được tuyên dương từ 2 đến 3 lần. So với những năm đầu tổ chức thì các năm gần đây tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi nhiều năm liền ở các cấp học được tuyên dương tăng lên đáng kể với hàng trăm học sinh. Trong số đó, con của công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất tăng lên khá nhiều. Khi những nỗ lực của em trong 9 năm qua đã được ghi nhận thì em cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự. Em sẽ lấy nó làm nguồn động lực để để em có thể cố gắng hơn trong học tập. Ngoài việc học thì em sẽ cố gắng dành thời gian để có thể tham gia vào những cái hoạt động mà giúp đỡ những trẻ em hay là những người già, những người cần được giúp đỡ. Ngoài các cháu được có thành tích đặc biệt xuất sắc để chuyển về cấp thành phố và cấp tỉnh khen thì ở công đoàn cơ sở là có tổ chức các khen thưởng các cháu học giỏi tại đơn vị của mình. Có nhiều càng tốt, càng động viên các cháu càng nhiều càng tốt. Các cháu nào đáp ứng các điều kiện mà theo cái tiêu chí được quy định thì đề nghị ở đây thì đều được khen thưởng. Và cái nguồn kinh phí thì chủ yếu từ nguồn của hoạt động công đoàn thành phố. Trong thời gian tới thì cũng vẫn tiếp tục chương trình này thôi, không có gì thay đổi. Thì hàng năm đều kết thúc năm học thì đều có hướng dẫn cái công đoàn cơ sở khen thưởng. Đồng hành 24 năm qua, tổ chức công đoàn thành phố Biên Hòa đã thể hiện vai trò tích cực trong việc tham gia cùng với đảng và nhà nước, quan tâm chăm sóc thế hệ trẻ. Đây là yếu tố quan trọng để tạo ra một tầng lớp lao động trí tuệ, kế thừa xuất sắc quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Biên Hòa, phát triển bền vững.